Xin chào mọi người, hôm nay mình đã tiếp tục với lại cái series là cái này mình đếm sản phẩm ha. Thì đây là cái bài mình làm theo yêu cầu của một anh khách, thì anh có muốn bắt cái sản phẩm là cái tem quần áo đây, cái mạt trên cái quần áo này ha, như bằng cái mạt ha, như mọi người thấy ha. Trên cái nền băng tải là màu đen, nền tải màu đen thì khi mà cái mạt này nó chạy ra thì trên băng tải thì nó sẽ đếm được là bao nhiêu cái mạt. Thì cách mình hôm nay mình sử dụng với lại con H7CX A gạch N, đây là cái bộ đếm của Ron H7CX A N, nguồn cấp của nó là 220 mọi người ha. Thì con sensor hôm nay mình dùng đó là cái con sensor sợi, dùng sợi quang, thì cái mã nó là E7XHD11, là con này HD11, và cái sợi cáp quang của nó sợi này là E32DC200, từng mã riêng hết ha. Thì mình E32DC200 là thu phát chung, nó sẽ có phát một cái tia sáng ở dưới này mọi người thấy không. Đây đại khái đây là băng tải ha, băng tải của anh khách mình là màu đen, thì mình cũng dùng cái cuốn tập này màu đen, cái nền màu đen để mình đại khái mình mô phỏng lại cái băng tải. Rồi thì nói về sơ về cái con E7XHD11 này, thì nó có một dây thôi, nó vào thêm 2 giây nguồn là 3 giây, tổng cộng nó chỉ có 3 giây thôi. Dây đen thì mình sẽ đấu qua chân chính của cái đồng hồ này, của H7 này để kích. Còn cái chân nguồn á, thì mình sẽ đấu luôn trong đồng hồ này, nó có ngõ ra phụ luôn, nó có cái nguồn phụ để cấp cho sensor luôn nha. Mình cấp vô, mình lấy từ đây qua, mình cấp qua đây luôn, mình không cần phải dùng cái bộ nguồn DC24 riêng nữa, nên là nhìn rất là gọn ha. Ok, thì cách để mình vận hành á, thì cũng khá là đơn giản thôi. Mình cài đặt con này không cần cài đặt gì nhiều hết, mình chỉ cần cài đặt cái là trước hết là mình để cho nó nhận được con này, thì mình sẽ đưa cái vật vô ngay cho cái mắt đọc. Thấy không? Mọi người thấy cái mắt nó gọi xuống cái tia màu đỏ, mình thấy không? Đưa vô ha, đưa vô, mình nhấn nút tiếp trên đây, nút tiếp này, cái nút tool đó, đó nhấn một cái, ok ha, mình lấy cái sản phẩm ra, lấy sản phẩm ra, nhấn cái nữa, rồi vậy là xong quá trình cài đặt ha. Giờ mình test thử ha, thì trên đây nó có cái nút reset đây. Mình đây là cái giá trị mình cài đặt nè, ví dụ mình đếm, mình cài đặt cho nó đếm tới 10 sản phẩm ha, thì mình có thể mình tăng cái số này lên nó tới 6 chỉ số mọi người ha, 6 chỉ số. Cái này mình đang cái thử 2 chỉ số thôi ha. Ok ha, bây giờ có giật, không có giật nè, có giật đi ngang, có cái tem đi ngang nó sẽ đếm nè ha, có tem đi ngang nó sẽ đếm ha, nha tem đi qua đếm nè người ha, bắt rất là ổn mọi người nha, bắt cực kỳ ổn ha, nó đủ rồi ha, đủ 10 ha, tại mình đạt 10 cho nó dễ nhìn thôi, chứ mình có thể tới 6 chữ số lận, tới 999.999 lần, nên là mọi người tha hồ đặt ha, rất là đơn giản thôi ha. Khi có giật, khi mà có cái tem này đi qua thì ở trên đây sẽ sáng cái này, cái nè, cái đèn ao trên đây nó sáng nè, cái đèn ao trên này nó sáng nè, mình nhìn đi ha nè. Thì nguyên lý hoạt động của con này là dựa theo cái ánh sáng phản hồi về. Khi mà ánh sáng, nếu ở bình thường không có cái tem này thì ánh sáng nó phản hồi rất là yếu, mọi người thấy không, ở đây nó chỉ có 730 thôi nha, ánh sáng nhận về nó 730 thôi. Ánh sáng cài đặt của mình nó là khoảng 5.300 nè ha, và cái ánh sáng màu xanh là ánh sáng mình cài đặt nè, mình nghe mình dạy nãy là nó biết á, là 5.300 nè, ánh sáng đang nhận về là có chỉ có 730 thôi, do cái màu đen nó đã hút hết cái nguồn sáng này rồi, hấp thụ hết cái nguồn sáng này luôn mọi người ha. Rồi khi mà cái vật này, khi có cái tem này đi vào nè, cái tem này cái màu trắng, có nó có chữ đen nhưng mà không đáng kể, cái nền chung nó vẫn là nền trắng, thì cái phản xạ nó rất là tốt, phản xạ tốt thì nó sẽ cái lượng ánh sáng sẽ nhận về cao, nó cao hơn cái 5.300 này, nó sẽ tác động qua ra mọi người để ý ha. Nha, mình nên lên tới 9.000 mấy là mọi người thấy không, lên tới 9.000 mấy là cao hơn cái 5.300 của mình đặt rồi, nó sẽ tác động qua ra đây và nó kích bên đây, nó tác động qua ra đây, nó kích đây để nó đếm nha mọi người để ý ha. Khoảng 730 ha, khi mà có cái tem vô nó lên tới 8-9 ngàn rồi ha, trên cái mức đạt đó, trên cái mức đạt này thì nó sẽ tác động. Còn cái mức đạt này là do mình cứ nhấn hồi nãy, mình tiết là nãy là mình dạy nó đó, mình dạy nó nãy đó, thì nó sẽ tự biết là cái số nào cần để nó lưu lại. Ok mọi người, là mình đã giới thiệu xong ha, cái này mình đã làm, mình chủ yếu mình làm để cho một anh khách theo cầu của anh, thì mình cũng chia sẻ với mọi người luôn, mình thấy ứng dụng này nó cũng tương đối là hay. Thì mọi người có mua hàng thì liên hệ với mình ha, hoặc là có cần hỗ trợ gì kỹ thuật thì có thể liên hệ với mình theo số Zalo đang chạy trên màn hình, hoặc là dưới phần diễn giải cũng có nữa ha. Có mua hàng nhớ ủng hộ mình ha, like video này, subscribe kênh của mình để nhận nhiều video mới nhất ha. Cảm ơn mọi người.